Người lính này đã qua đời được 7 tiếng 15 phút. Nhà khoa học Neil khẳng định anh ta sẽ sống lại trong vòng 10 phút nữa. Sau đó, trợ lý đã cài đặt thiết bị giải nén ý thức trên đầu của người lính. Sau đó, nâng mí mắt lên, chọc thủng nhãn cầu bằng đầu dò dây thần kinh để nối với dây thần kinh thị giác. Chỉ thấy ký ức của người lính giống như dữ liệu, dọc theo đầu dò được chuyển đến một ổ cứng phát sáng. Tiếp theo đây là thời gian biểu diễn của Neil. Anh ấy thành thục đặt ký ức của người lính vào trong bộ não của người máy. Việc cấy ghép tưởng chừng như không thể này đã được hoàn thành rất nhanh chóng. Kích hoạt người máy. Sau khi trợ lý kích hoạt người máy, lúc này tôi mới nhận ra hóa ra người lính đã sống lại. Theo cách này, để xác nhận rằng bộ nhớ đã được cấy ghép thành công, Neil thực hiện một số bài thử nghiệm đơn giản, nhưng rõ ràng là bộ não con người không tương thích với các cơ thể bộ máy. Rất nhanh đã xảy ra phản ứng bài trừ, người máy đột nhiên trở nên cáu kỉnh, tự tách mặt mình ra. Trong lúc tình hình rơi vào hỗn loạn, Neil nhanh tay nhanh mắt ngắt nguồn điện. Điều này cũng có nghĩa là thử nghiệm tiếp tục thất bại. Một thử nghiệm phải tiêu tốn hàng trăm triệu đô la, chủ của công ty công nghệ sinh học không thể trụ thêm nữa. Đành bất lực quyết định dừng dự án này, Neil chán nản nhìn đồng hồ mới nhớ ra, hôm nay đã hứa sẽ đưa cả gia đình ra ngoài chơi. May mà khoảng thời gian vui vẻ trên đường đi đã giúp Neil quên đi những muộn phiền của công việc ban ngày. Nhưng đột nhiên có một chiếc xe tải lớn lao tới trước mặt họ. Neil quay xe gấp để tránh nó, người vợ vội vàng nhìn ba đứa con sau lưng. May mà mọi thứ vẫn ổn. Vừa hoàn hồn chưa bao lâu, một cành cây khổng lồ bị gãy bên đường, xuyên thẳng vào cơ thể người vợ. Chiếc xe cũng vì vậy mà mất thăng bằng, bay thẳng từ bên đường vào hồ. Đến khi Neil tỉnh lại, anh ấy là người duy nhất trong gia đình còn sống. Nhìn bốn thi thể trên mặt đất, người bình thường chắc đã sụp đổ từ lâu. Nhưng Neil là một nhà khoa học có chỉ số IQ cao, có thể chịu được áp lực lớn. Anh đã đưa ra một quyết định táo bạo. Anh ấy gọi cho cộng tác tới, cũng là bạn thân nhất của anh ấy, Ed. Thời gian cấp bách, Ed nhìn thấy máy giải nén ý thức trên tay và bốn thi thể trên mặt đất. Sự ăn ý trong những năm tháng làm việc cùng nhau cũng đủ khiến anh ấy ngay lập tức hiểu được suy nghĩ của Neil. Nhưng chiết xuất bộ nhớ đơn thuần cũng chỉ có khả năng đưa những ký ức của gia đình Neil cấy ghép lên người người máy. Đây là phần giới thiệu về công việc của Ed. Anh ấy còn đảm nhận công việc nghiên cứu công nghệ nhân bản động vật ở công ty công nghệ sinh học. Bạn không lầm đâu, Neil muốn nhân bản vợ và những đứa con đã chết của mình. Nhưng Ed đã lập tức ngăn chặn ý tưởng hoang đường này. Chưa nói về mức độ rủi ro của công nghệ này, ngay cả sau khi nhân bản thành công gia đình của Neil, bộ não của họ cũng sẽ dừng lại ở giai đoạn sơ sinh, trừ khi kết hợp với công nghệ cấy ghép bộ nhớ. Nhưng hiện tại vẫn không có lần thử nghiệm nào thành công. Ed khuyên Neil đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa, ngộ nhỡ đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì khủng khiếp thì sao? Lẽ nào bây giờ vẫn chưa đủ đáng sợ ư? Đúng thế, còn gì đáng sợ hơn việc mất đi thành viên trong gia đình? Cũng chính vì tình yêu sâu nặng ấy đã khiến Neil trở nên cố chấp hết sức. Cuối cùng Ed vẫn quyết định giúp đỡ người bạn duy nhất của mình. Nhưng bây giờ chỉ có 3 khoang nuôi dưỡng, điều đó cũng có nghĩa là Neil phải bỏ lại một người. Trong tình huống cấp bách, Neil đã dùng cách bốc thăm và chọn được cô con gái út. Sau một thời gian đau buồn ngắn ngủi, cả hai ngay lập tức lao vào thí nghiệm nhân bản. Trong thời gian 17 ngày, ngay cả khi chỉ có một chỉ số hỗn hợp không đúng, toàn bộ các nhân bản đều sẽ biến đổi. Trong thời kỳ này, Neil dứt khoát sống trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, còn Ed vẫn tiếp tục đi làm để qua mắt người khác. Thời gian đầu tiến hành rất thuận lợi, nhân bản vô tính cũng dần hiện hình người, nhưng bốn người lớn đã biến mất trong không khí hơn 10 ngày. Những người xung quanh chắc chắn sẽ nhận thấy sự bất thường. Quả nhiên hôm nay giáo viên chủ nhiệm của con trai Neil đã tìm đến tận cửa. Neil chỉ đành nói dối là con trai mình bị ốm phải nhập viện. Sau khi anh ấy mở điện thoại mạng xã hội của người nhà ra, thì bị sốc toàn tập, hàng trăm tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ. Neil đành phải dựa theo cách nói chuyện của từng người để trả lời. Cuối cùng cũng tạm thời lừa được tất cả mọi người. Vẫn còn một ngày nữa cho đến khi nhân bản được hình thành. Nhưng thử nghiệm mô phỏng cấy ghép bộ nhớ đã không thành công. Tệ hơn là hôm nay nếu không bỏ nhân bản ra khỏi bể nuôi cấy, chúng sẽ phát triển theo tốc độ tăng trưởng do chất xúc tác thiết lập, rất nhanh sẽ lão hóa và chết đi. Sau một hồi suy nghĩ, Neil chỉ có thể quyết định để người thân ra ngoài trước, sau đó mới nghĩ đến việc cấy ghép bộ nhớ. Nhưng một giây trước khi mở cửa khoang, không ai biết bên trong là thứ gì, rốt cuộc có bộ dạng ra sao. Dung dịch nuôi cấy cạn dần, nhân bản từ từ để lộ hình dạng con người. Sau khi Ed lôi cửa khoang ra, cuối cùng cũng nhìn thấy nhân bản chỉ vỏn vẹn 17 ngày đã phát triển thành một người 40 tuổi, và bây giờ cô ấy chỉ có trí thông minh của một đứa trẻ sơ sinh. Bộ nhớ giống như một tờ giấy trắng. Neil ở bên phải tiêm thuốc an thần cho nhân bản trước. Ed không dám tin rằng họ đã thực sự làm được. Cô ấy thật hoàn hảo, thật không dám tưởng tượng công nghệ nhân bản con người lại trở thành hiện thực. Neil thành công hồi sinh vợ mình, con gái lớn và con trai. Nhưng vấn đề nan giải nhất lúc này là làm thế nào để những ký ức trong kiếp trước của họ được cấy vào não của nhân bản. Xem lại những lần thử nghiệm thất bại trước đó, Neil lúc này đây đang vô cùng sợ hãi. Anh ấy không muốn người thân của mình cũng trở thành như vậy. Tôi nghĩ anh ấy đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng vào khoảnh khắc Neil muốn kết thúc sinh mạng vợ mình, đã bị một cuộc gọi làm gián đoạn. Hóa ra là ông chủ của công ty công nghệ sinh học đang giục Neil khẩn trương đi làm. Cũng chính hành động vô tình này khiến Neil chạm vào tay vợ trong vô thức, nhận thấy máy dò ý thức vậy mà xuất hiện dao động. Nhưng khi anh lấy tay ra, dao động lại biến mất. Lúc này Neil mới chợt nhận ra
Anh vội vàng gọi bạn thân Ed đến, nóng lòng muốn nói ra suy đoán của mình. Hóa ra các thử nghiệm trước đó luôn thất bại, không phải vì vấn đề kỹ thuật, mà là vì bộ não của con người. Sau khi cấy ghép vào não sinh học, bản thân nó không hề biết. Vì vậy, sau khi thức dậy vẫn sẽ muốn kết nối cơ thể con người và các cơ quan. Nhưng tất cả các người máy đều được làm bằng hợp kim titan lạnh. Làm sao có thể để kết nối được? Vì vậy mới xảy ra phản ứng bài trừ. Mà bây giờ người nhà của Neo là người nhân bản vô tính. Thân xác là máu thịt thật, đó là lý do mà không có vấn đề gì xảy ra. Ed cũng đồng ý với quan điểm này. Không phải nói nhiều, Neo ngay lập tức thực hiện thao tác cấy ghép bộ nhớ. Khoa học và công nghệ có ý nghĩa xuyên thời đại này. Sau khi Neo nhấn phím xác nhận, kỳ tích đã xảy ra. Người vợ sau khi tỉnh dậy đã gọi tên Neo, có nghĩa là quá trình cấy ghép bộ nhớ đã thành công. Ngày hôm sau gia đình vẫn giống như bình thường, giống như vụ tai nạn xe đó chưa từng xảy ra. Tuy nhiên trong khi người vợ đang chạy bộ, cô đột nhiên cảm thấy bụng mình đau dữ dội. Cô nghĩ mình có thể đã ăn phải thứ gì đó bị hỏng. Tới đêm, con gái lớn đột nhiên tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đã chết rồi sao? Con thấy mẹ đã chết rồi, bố không, con chỉ đang gặp ác mộng thôi. Mẹ vẫn ổn mà. Sau khi con gái lớn ngủ say, Neo sử dụng công cụ giải nén ý thức, tiếp tục xóa ký ức về vụ tai nạn ngày hôm đó. Nhưng tất cả những chuyện này đã bị người vợ phát hiện. Chung chăn chung gối suốt mười mấy năm trời, Neo cũng biết anh ấy không thể giấu vợ mình. Chúng ta đã gặp tai nạn. Em và các con đều đã qua đời. Là anh đã khiến mẹ con em sống lại. Mẹ con em là nhân bản vô tính. Khi người vợ phát hiện ra bản thân là nhân bản vô tính, dù bị sốc nhưng cuối cùng vẫn chọn cách chấp nhận. Suy cho cùng trong khoảng thời gian đen tối đó, người chồng cũng không dễ dàng gì mới vượt qua nó. Ngày hôm sau cả nhà đi công viên để chọn cây thông Noel. Người vợ vô tình nhìn thấy một bé gái mặc đồ đỏ. Cô dường như nhớ ra điều gì đó. Sau khi về đến nhà, cô con gái lớn nói trong tủ có một cái tên là lạ, tên là Zoe. Người đó là ai? Người vợ cũng thắc mắc tại sao trong hành lang lại thiếu đi nhiều bức ảnh. Kỳ lạ hơn nữa là không có ảnh chụp toàn gia đình. Neo muốn tiếp tục nói dối, nhưng đã bị vợ nhìn thấu trong nháy mắt. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, chuyện của Zoe tạm thời bị gián đoạn. Nào ngờ vị khách không mời mà đến lại chính là sếp của Neo. Sau khi ra khỏi nhà, sếp trực tiếp vạch trần anh. Hóa ra anh ta đã biết tất cả về thí nghiệm nhân bản. Lý do anh ta không ngăn chặn là do khả năng kiếm tiền của công nghệ này thực sự khiến người khác không thể cưỡng lại được. Thử tưởng tượng đi, đưa những phi công giỏi nhất lên hàng nghìn chiếc máy bay không người lái, hoặc tải bộ não của hacker vào bên trong virus, rốt cuộc cậu có hiểu nó có giá trị như thế nào không? Nhưng một khi việc nhân bản bị cảnh sát phát hiện, công ty sẽ không còn nữa, chứ nói gì đến việc kiếm tiền. Vì vậy, ông chủ đã yêu cầu Neo chuyển giao thuật toán cốt lõi của việc cấy ghép ý thức và hứa sẽ cho anh ấy một đêm để từ biệt gia đình. Hạn là đến ngày hôm sau, công ty sẽ lại đến thu hồi ba thí nghiệm nhân bản. Nếu không, sát thủ đậu bên ngoài sẽ xông vào. Trong lúc tuyệt vọng, Neo chỉ đành chuyển giao thuật toán cốt lõi. Ngay khi ông chủ nghĩ rằng mình sắp thành công, Neo bất ngờ tập kích từ phía sau đánh gục ông chủ. Người vợ trong nhà đứng ngồi không yên, Neo chỉ đành nói ra sự thật. Zoe là con gái của chúng ta, anh không thể nhân bản cả bốn mẹ con em. Bởi vì không đủ kho nuôi cấy, nên anh đã xóa con bé khỏi bộ nhớ của các em. Anh đã xóa những ký ức liên quan tới con em ư? Anh xin lỗi, và cho dù em có hận anh cả đời, anh cũng không trách em. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây. Xuống nhà đi các con. Cộng sự đáng tin cậy phải tin tưởng lẫn nhau. Tuy nhiên, dù Neo có dẫn theo gia đình đi đâu, đều sẽ có người của công ty đuổi theo. Người vợ Mona nghĩ đến những cơn đau bụng nhói lên từng lúc, mới đoán là bên trong cơ thể ba người đã bị cấy ghép thiết bị theo dõi. May mà Mona có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y học. Cô ấy bảo Neo quay xe trở lại phòng khám nơi cô ấy làm việc, dự định lợi dụng mạch xung của máy tạo nhịp tim để đốt cháy thiết bị theo dõi. Tuy nhiên, sát thủ do công ty cử đến đã đứng sẵn ở dưới. Cô ấy mở máy tạo nhịp tim lên công suất tối đa. Đây không phải đang cấp cứu. Khi mạch xung truyền khắp cơ thể, lúc này sát thủ đang đuổi theo từ bên ngoài, phát hiện một tín hiệu đã biến mất khỏi màn hình. Hóa ra là mẹ Mona đang lợi dụng mạch xung của máy tạo nhịp tim để đốt thiết bị theo dõi trong cơ thể đứa trẻ. Lại một tín hiệu nữa biến mất. Người cuối cùng là bản thân Mona. Nhìn thấy sát thủ đang tiến lại gần hơn, người chồng Neo dứt khoát bật công tắc. Tín hiệu cuối cùng cũng biến mất. Sau khi đám sát thủ đến phòng phẫu thuật, họ đã nhảy lên ô tô và tẩu thoát thành công. Chẳng bao lâu sau, Neo đã đến bến cảng. Anh nhớ lại những gì bạn tốt Ed từng nói. Chìa khóa của con tàu du lịch thứ 8 được giấu trong hộp mồi câu. Tuy nhiên bên trong lại không có gì. Trong khi đó đám sát thủ như âm hồn không tan, dù không còn thiết bị theo dõi, nhưng vẫn kiên trì đuổi theo. Sau khi Neo ra ngoài vì nghe thấy tiếng động, thì cả nhà đã bị bắt đi. Chuyển cảnh, ông chủ của công ty công nghệ đã đưa chìa khóa tàu cho Ed. Hóa ra Ed đã bị mua chuộc từ lâu. Đến khi Neo đuổi tới, Ed còn đang muốn giải thích không phải do bản thân tự nguyện. Không ngờ ông chủ bên cạnh lại trực tiếp nổ súng tiễn anh về nơi chín suối. Để bảo vệ gia đình, Neo chỉ có thể đồng ý chuyển giao chương trình thuật toán cấy ghép bộ nhớ. Sau một số thao tác phức tạp, những người máy ở phòng bên cạnh không rõ tại sao lại từ từ ngẩng đầu lên. Sau khi lập trình xong, ông chủ có được chương trình thuật toán như ý muốn.
Nhưng giây tiếp theo anh ta đã lật lọng muốn giết vợ của Neo. Lúc này, một người máy đẩy cửa đi vào. Đám sát thủ nổ súng liên hoàn. Đối với người máy làm từ hợp kim, chút thương tích này chẳng là gì. Chỉ một lúc sau, người máy đã giải quyết toàn bộ sát thủ. Gia đình Neo ở bên ngoài đã có một cơ hội trốn thoát hoàn hảo. Nhưng trước khi rời đi, Neo nhìn vợ, người vợ lập tức hiểu ngầm trong lòng. Đi thôi, hóa ra vừa rồi Neo không chỉnh sửa chương trình thuật toán cấy ghép bộ nhớ, mà là cấy ghép bộ nhớ của chính mình vào người máy. Đây là tâm huyết cả đời của anh. Trước khi rời đi, anh ấy rất muốn biết khi trí nhớ và ý thức của con người được chuyển sang người máy, rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Cậu thấy thế nào rồi? Nói ra thì có vẻ lạ, nhưng có cảm giác như là chính tôi vậy. Khoa học đạt được thành tựu mới vào thời điểm này. Lúc này ông chủ vẫn đang hấp hối dưới đất lên tiếng. Anh ta nói ngay cả khi anh ta chết, công ty chắc chắn sẽ cử những người khác đến. Cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Neo cũng đưa cho ông chủ đang hấp hối một lựa chọn đôi bên cùng có lợi. Sẽ ra sao nếu chúng ta hợp tác? Cậu đang ra điều kiện với tôi ư? Đưa cho chúng tôi cái chúng tôi cần. Ông sẽ được sống và trở thành một người vô cùng giàu có. Ông có muốn hợp tác không? Hẹn gặp lại. Chuyển cảnh, trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm Dubai World, ông chủ sau khi được nhân bản đã trở lại rạng rỡ, đang chào đón khách hàng lớn đầu tiên của mình kể từ khi tái sinh. Mà người thực hiện phẫu thuật không phải ai khác, mà chính là robot sinh học của Neo. Cùng lúc này, trên một bãi biển xinh đẹp, Neo cùng với cô con gái nhỏ Zoe đang từ từ tiến về phía vợ mình. Cuối cùng cả nhà cũng được đoàn tụ trở lại. Hạnh phúc hơn là bên ngoài còn có người máy đang thay Neo làm việc kiếm tiền. Đây mới chính người chiến thắng thực sự trong cuộc sống. Tuy nhiên những fan hâm mộ đã quen thuộc với Keanu Reeves có lẽ đã biết cuộc sống ngoài màn ảnh của anh ấy không hề suôn sẻ. Vì vậy anh đã mượn những thước phim để thực hiện mong muốn của mình. Đây cũng là một cách chữa bệnh. Nếu công nghệ nhân bản này sẽ được phổ cập rộng rãi, bạn sẽ ủng hộ nó chứ? Để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé.